Chào các bạn nha. Hôm nay sáng ngày lễ 30 tháng 4 nha các bạn. Trời nó u ám, nó mưa gió quá các bạn ơi. Thấy cái màn trời nó mưa gió cái buồn cảnh quá. Sẵn có mấy cái bông nó nở, mình quay sơ cho các bạn xem cho vui. Đó thì mấy cái giò lan này mình mới trồng nha các bạn. Mình trồng trong cái chậu xi măng nè. Nay nó cho hoa cũng đẹp nè. Sáng sớm mà mưa nó còn lay động những giọt nước ở trên cành hoa. Giờ sáng mình ra mình ngâm cám heo ăn và mình quay sơ chia sẻ cho các bạn xem cho vui cái cách nuôi heo của gia đình mình nha. Thì cũng rất đơn giản như mọi khi thôi nha các bạn. Đây hiện giờ vợ mình ở đây lấy cám ngâm cho heo ăn nha các bạn. Sáng sớm ra mấy ảnh chưa có dậu chuồng, ảnh quậy đi phân lung tung hết nha các bạn. Thì ở đây mình cho ăn rất là đơn giản thôi nha, cũng như một khi thì một bữa ăn của mình ở đây thì không nhất thiết là bao nhiêu nha các bạn. Thì nói chung mình nhắm chừng theo từng bầy mình cho ăn nha các bạn. Thì có nhiều bạn hỏi là một bầy thì mình cho ăn bao nhiêu cám để mà nó vừa. Thì riêng mình thì mình cứ nhắm chừng thôi, chứ mình cũng không có cho cái thông số mà nó chuẩn được nha các bạn. Đó, mình lấy cho nhiêu đây cám nha các bạn. Mình không có cân nhưng mà mình đón khoảng tầm 2,5 kg trở lại nha. Thì bầy heo con của mình ở đây thì tầm khoảng 15 kg đổ về nha các bạn. Thì 15 kg đổ về thì mình ngâm khoảng 2,5 kg đến 3 kg đi nha các bạn. Thôi mình nói đại nó 2,5 kg đến 3 kg đi, thì tùy theo các bạn muốn cho nó ăn nhiều hay ít. Đó, còn riêng mình đây thì mình pha nó, mình cho nó ăn ướt đó các bạn, mình pha lỏng ra. Thì nước mình sẽ bơm nước vô đây mình ngâm nha các bạn. Đó thì mình sẽ bơm nước, giờ sẽ mở máy lên nha các bạn. Mình sẽ ra đây mình mở máy lên. Đây cái giếng của mình là để đây nha các bạn. Giờ mình sẽ mở máy lên, mình cho nước nó lên nè. Cho nước nó lên rồi mình sẽ tắm, rồi mình ngâm lên nha các bạn. Đây là bà tắm giùm. Thì giờ vợ mình sẽ bơm nước vô ngâm nha các bạn. Đây mình bơm nước vô mình ngâm cho nó đầy cái xô này nha các bạn. Rồi một lát nữa mình sẽ tắm. Mình tắm rồi cho con heo nó mát xong rồi cám nó nở ra cái quay lại mình đổ cho nó ăn nha các bạn. Mình cũng rất đơn giản như mọi khi mình cho ăn thôi, hàng ngày thôi. Thì sẵn đây mình quay sơ chia sẻ cho các bạn xem cho vui. Thì các bạn nào thấy hay thì nhớ ủng hộ mình bằng cách các bạn đăng ký kênh, tạo cho mình thêm cái động lực để mình làm nhiều video mới. Thì nói chung thì heo nuôi cũng rất đơn giản, dễ hơn nha các bạn. Thì còn nhỏ như thế này thì chúng ta chủ yếu là chăm cho bầy heo con chúng ta nó khỏe mạnh, nó đừng bị tiêu chảy. Thì chúng ta nuôi nó mau lớn. Còn chúng ta để chuồng heo nó ẩm ướt dơ dái thì heo nó tiêu chảy thì nó sẽ chậm phát triển. Thì lúc đó mình phải tốn tiền thuốc men cũng rất là cực. Thì cho nên là chúng ta giữ cái lúc heo còn nhỏ nha các bạn. Thì lớn lên chúng ta tập cho ăn rồi nó cũng dễ rồi, nó ăn mạnh rồi nó cái đường ruột nó chắc rồi thì nó ăn cái gì cũng được hết các bạn. Nói chung thì cám ngon cám dở hay là thứ gì nó ăn nó cũng mau lớn hết. Thì heo thì rất là dễ nuôi rồi, các bạn nào nuôi heo thì các bạn cũng đã biết. Các bạn nào mà mới nuôi heo thì các bạn cũng còn bỡ ngỡ thì hãy xem mình chia sẻ cách riêng của mình để mà các bạn tham khảo nha. Thì heo thì chúng ta cứ cho nó ăn thì một ngày từ heo 3 cử hay là 4 cử thì cũng được. Thì cùng lúc nhỏ thì chúng ta cho nó ăn khoảng 3-4 cử nha các bạn. Khi lớn thì chúng ta giảm lại cho nó ăn ngày chừng 3 cử được rồi. Thì tầm khoảng 35-40 kg chúng ta một ngày cho nó ăn 3 cử thôi cho nó bớt vất vả một chút. Thì bầy heo của mình đây 13 con nha các bạn. Một hồi nữa mình sẽ cho nó ăn khoảng tầm 1,5 xô này nha. Thì ở đây thì mình sẽ cho 1 xô đầy, còn một chút mình sẽ bơm nước vô cái xô bên kia mình ngâm ở đây, mình có thể là nó nở lên mình pha nước lỏng ra cho nó uống nha các bạn. Đó, thì giờ mình khoảng là tắm heo đi một chút nữa cám nở rồi đầu mình sẽ đảo sơ lên mình đổ cho nó ăn như mỗi ngày thôi. Cũng rất là đơn giản dễ nuôi nha các bạn, heo con thì nó dễ lắm. Chỉ có heo mới sinh ra chúng ta canh với cái thời gian đầu lúc bú mẹ với lại tập ăn thì nó hơi khó một chút, nhưng mà nó qua cái giai đoạn đó đến lẻ bầy rồi thì rất là dễ nuôi nha các bạn. Chờ tắm xong rồi đó mình sẽ cho heo ăn nha các bạn.
Rồi tắm bầy heo con xong rồi tắm, mình ra tắm luôn con heo nái luôn nha các bạn. Thì hai chuồng kéo bên đây qua mình tắm luôn con heo nái mẹ cho nó sạch sẽ luôn. Rồi mình tắt máy, mình sẽ cho heo nha các bạn. Rồi chú heo nái này là mẹ của cái bầy heo bên đây nha các bạn. Thì mình lẻ heo rồi mình đưa heo mẹ qua đây. Nói chung lúc trước thì mình nuôi heo nhiều, mình lẻ rồi mình đưa vô cái giải chuồng sắt bên kia nha các bạn. Thì bây giờ mình nuôi chỉ còn có hai con heo nái với một bầy heo con này thôi, thì mình thả trong cái ô này nha cho nó gọn. Còn mốt mình có gầy ra nhiều thì mình sẽ chuyển xuống dài dài xuống khu vực ở dưới này, dài dài qua cái chuồng sắt bên kia. Chứ không còn là tắm xong sạch sẽ là cho nó ăn mát nha các bạn. Thì nói chung heo này nó cũng lớn lớn rồi, hiện giờ ngày mình tắm 3 cử cũng được các bạn, sáng trưa chiều cũng được. Thì buổi sáng ra thấy dơ thì mình cứ tắm cho sạch sẽ các bạn. Ngày xưa nó cũng có nắng hay là kia nó giải dơ thì mình có tắm, còn heo con mình nhỏ thì cho nên mình giữ chuồng sạch, mình hạn chế tắm thì nó ít bị tiêu chảy nha các bạn. Thì có đơn giản vậy thôi, thì mình cũng chia sẻ nhiều clip cho các bạn xem lại những clip cũ các bạn tham khảo nha. Xã mình đang tắm cho con heo nái nha các bạn, tắm cho nó mát luôn, rửa chuồng sạch sẽ luôn. Đấy, rửa luôn cho mát nha, rửa luôn cho nó sạch đi chút nữa tắt. Đồng thời sẵn là mình nước vô cho nó có hơi nước dơ mình tát cho nha các bạn. Để mình sẵn ra mình đứng đây mình tát cho luôn cho nó sạch đi chút nữa. Cho bạn cho nó có bị nước dơ vô như thế này. Rồi giờ bây giờ đảo sơ nha các bạn, đảo sơ lên cho cá nó nở ra rồi mình sẽ đảo cho heo nha. Nó rất là mê ăn nha các bạn. Thì nói chung thì cá mình ngâm nó cũng rất là mau nở. Mình ngâm sơ mình tắm qua mấy con heo rồi đây nó nở lên hết rồi các bạn. Rồi mình đổ từ từ vô nó ăn rất là nhanh. Rồi mình chăm nước qua, mình chăm cho nó thêm vô chứ còn. Nhưng mình ngâm cám á, mình cứ quậy lên rồi mình sẽ chăm nước vô cho bầy heo của mình nó ăn nhiều lên một chút. Thì nói chung thì nuôi heo cũng đơn giản các bạn, cũng dễ hơn chứ không có khó đâu. Chăm nước vô nha các bạn, cái sơn ở bên kia mình bơm nước đầy, mình chăm bên đây mình cứ múc đổ từ từ cho nó ăn các bạn. Mình nãy giờ nó ăn cái bụng các bạn thấy cũng no căng hết rồi nè. Rồi còn ít con sơn mình đổ hết vô luôn cho nó ăn các bạn. Hôm nay buổi sáng lễ mà mưa quá nha các bạn, chung mấy bữa nay thấy làm như áp thấp nhiệt đới á, trời nó không có được nắng như mấy hôm trước. Giờ mình rửa cái sơ sạch luôn, mình sẽ đổ cái rồi cho nó sạch cái chỗ mà mình đang đổ cám xuống các bạn, cho nó liếm nó ăn luôn. Thì nó ăn sơi qua vậy chút là nó ăn xong luôn nha các bạn. Nó vụ đầu nó ăn rất là lâu nha các bạn, nói chung là nó ăn chừng nào hết thôi à. Cám mà ăn sắp hết rồi nó liếm máng luôn các bạn, ăn nó liếm khô luôn cái máng luôn á. Vụ đầu vô nó đang ăn nha các bạn.
giờ nó ăn cũng sắp no hết rồi nha các bạn. Có một số con nó bụng no căng quá vậy ra ngoài hết rồi, còn chút ít này là nó ăn sẽ hết luôn nha các bạn. Dài qua cái đẳng luôn rồi, mình chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem vui vẻ thành công trong công việc.